sau khi thông báo chuyển 20 tỷ đô la Mỹ vào quỹ từ thiện Bill Melinda Gates Foundation do mình và vợ cũ Melinda sáng lập, nhà đồng sáng lập Microsoft viết trên Twitter rằng khi nhìn về tương lai, tôi dự định trao hầu như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện. Tôi sẽ lùi xuống và cuối cùng ra khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới. Ngày 13 tháng 7, ông Gates cho biết khoản tiền này được chuyển vào quỹ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu nhất là tình trạng lạm phát tăng nhanh kéo theo các vấn đề ở nhiều lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới. Chúng tôi có kế hoạch tăng chi tiêu từ gần 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm hiện nay lên 9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào 2026. Số tiền 20 tỷ đô la Mỹ sẽ được chuyển vào quỹ cuối tháng này để phục vụ mục đích đó, tỷ phú Mỹ cho biết. Theo chỉ số Bloomberg Billionaire Index, Bill Gates đang ở vị trí thứ tư trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 113 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp sau Elon Musk, 217 tỷ đô la Mỹ, Jeff Bezos, 134 tỷ đô la Mỹ, và Bernard Arnault 127 tỷ đô la Mỹ. Sau khi khoản 20 tỷ đô la Mỹ được chuyển giao, vị trí của ông có thể tụt năm bậc xuống thứ 9 sau đồng nghiệp cũ ở Microsoft là Steve Ballmer. Cũng trong loạt tweet sau đó, ghét cảm ơn nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffet vì đóng góp lâu năm của ông cho quỹ Bill. Ông cũng từng tuyên bố sẽ không chuyển tài sản cho con để biến chúng thành tỷ phú, vì đã cho quá nhiều.